Trung Quốc thông quan trở lại với thanh long Việt Nam sau 7 ngày tạm dừng. Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, phía Trung Quốc đã cho thông quan trở lại cho mặt hàng thanh long Việt Nam sau 7 ngày tạm dừng ở khu vực cầu phao tạm Đông Hưng. Trao đổi với Dân Trí, bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết phía chính quyền Đông Hưng, Trung Quốc đã cho thông quan nhập khẩu trở lại đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam sau 7 ngày tạm dừng. Trong ngày 22 tháng 9, một số xe đã được thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc với sản lượng mỗi xe khoảng 22 tấn. Sáng ngày 23 tháng 9, phía Trung Quốc tiếp tục tiến hành thủ tục nhập khẩu cho các xe. Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực cầu phao tạm Đông Hưng. Thời gian là 7 ngày, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam. Liên quan tới thông tin một cửa khẩu Trung Quốc tạm dừng nhập, thanh long tại một số nơi như Bình Thuận vẫn được thương lái thu mua tại vườn đều đặn, giá 8.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, Việt Nam quan hệ thương mại với hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, ngoài phía Trung Quốc chưa có nơi nào phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Cũng theo ông Trung, tính đến thời điểm này việc xuất khẩu thanh long cũng như các mặt hàng khác từ phía Việt Nam sang Trung Quốc tại các cửa khẩu các vẫn diễn ra bình thường. Chúng ta vẫn đang xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu Tân Thanh với công suất hàng trăm xe mỗi ngày, ông Trung thông tin. Không chỉ cửa khẩu biên giới, xuất khẩu thanh long qua đường biển ở thành phố Hồ Chí Minh sang Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Tính đến hiện tại, ông Trung cho biết, mặt hàng thanh long của Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 1,7 triệu tấn. Trước đó, cả năm 2020, tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này là 1,92 triệu tấn. Bộ Công Thương cũng đã đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chủ động theo dõi, cập nhật thông tin và trao đổi với đối tác Trung Quốc để thay đổi địa điểm giao nhận hàng phù hợp. Đồng thời, các tỉnh, doanh nghiệp cần học tập kinh nghiệm của Bắc Giang, chủ động kiểm tra, ra soát quy trình thu hoạch, đóng gói, chế biến và vận chuyển nông sản, nhất là trái cây, để giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19.